đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai, bất hoàn, a-la-hán, đây là quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đây là phàm phu, đây là thanh văn, đây là độc giác, đây là Bồ Tát, đây là như lai. Này thiện hiện tất cả danh xưng như thế đều là giả lập vì làm rõ các các nghĩa, đặt bày các danh xưng, cho nên tất cả danh xưng đều chẳng phải thật có. Các pháp hữu vi cũng chỉ có danh, do đó vô vi cũng chẳng phải thật có. Phàm phu ngu si ở trong vọng chấp, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo giáo hóa kiến xa lìa, nói thế này danh là phân biệt do vọng tưởng sanh khởi cũng là các duyên hòa hợp giả lập các ngươi chẳng nên chấp trước chúng danh không thật có tự tánh đều không chẳng phải người có trí chấp trước pháp không này thiện hiện như thế đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo vì các hữu tình thuyết pháp lìa danh này thiện hiện đó gọi là danh còn cái gì gọi là tướng này thiện hiện tướng có hai thứ mà phàm phu ngu si chấp trước. Những gì là hai? Một là sắc tướng, hai là vô sắc tướng. Thế nào là sắc tướng? Này thiện hiện, các sắc hiện có, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, hoặc viễn, hoặc cận trong các pháp không ở sát na này phàm phu ngu si phân biệt chấp trước gọi là sắc tướng thế nào là vô sắc tướng này thiện hiện đó là trong các pháp vô sắc hiện có phàm phu ngu si thủ tướng phân biệt sanh các phiền não đó gọi là vô sắc tướng đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo giáo hóa các hữu tình xa lìa hai tướng lại giáo hóa an trụ trong cảnh giới vô tướng tuy giáo hóa an trụ trong cảnh giới vô tướng nhưng chẳng khiến họ rơi vào chấp nhị biên gọi đây là tướng đây là vô tướng này thiện hiện như thế đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo khiến các hữu tình xa lìa các tướng an trụ cảnh giới vô tướng nhưng chẳng chấp trước lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu tất cả pháp chỉ có danh tướng những danh tướng ấy đều là giả lập phân biệt sanh khởi chẳng phải thật có tánh thì tại sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các thiện pháp có thể tự tăng tiến cũng có thể khiến người khác tăng tiến thiện pháp do thiện pháp của mình được tăng tiến nên có thể khiến các bậc lần lượt viên mãn cũng có thể an lập các loại hữu tình tùy theo căn cơ đắc quả ba thừa